Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục bài. Lấy trưởng lại vào. Là từ đâu? Cái video cứ bảo đi. Cho biết con nào con nào. Chào mừng các bạn đến với buổi hôm giờ là chim tiếp theo của mình. Các bạn xem hay những like của mình nhé, cảm ơn rất nhiều. Tí đã mẹ cứ vào liên tục thế nhờ. Đấy, vào đi. Tắt cái không biết sợ làm gì được. Sợ hay Nam đây đây là biết tên tối đang gặp em nhé. Đây ta là gì biết bạn từ như bạn giống nhau đúng không? Giống nhau.
Hãy
Về đến nhà là thở lỏng tốt vậy.
Bắn đi. Anh cứ từ từ. Này là bắn lên 500 đô. Hả? Đây này em Nam ạ. À. Làm một lần thôi nhé. Để rồi ăn success hết. Ui ui. Ui. Được một con. Không, đây nó chưa đủ thôi. Để ngâm tiếp à? Ngâm tiếp. Ngâm 2 tiếng là chưa đủ rồi. Không, tên này ấy mà được 80 mà. Đây được 80 kìa. Ừ. Mới có 1 phát à? Không, con được 4 phát. Đó, không cho bắn nữa rồi này. Nó hiện Freezing in YouTube ấy. Rồi xin làm đi rồi, em phải đi, em phát tấn, em quay lại được. Ừ? Em quay lại đi. Cái con làm đi em. Anh nữa. Anh nữa. Anh nữa. Ấn vào cái avatar đi. Đấy, bề bốn vào lại, quay được. Bấm vào lại là quay được á. Ủa hay nhỉ. Đang đẳng cấp VIP Pro. Ok. Thì là đồ hết. Hero cứ ngâm đi. Nghe con của anh cứ hero hết mà. Ngâm cả ngày đây. Anh ngâm đều đúng bài rồi thế. Thế ngâm kiểu gì đúng bài đây. Làm như là mày nói đến thế chị. Ôi thật tệ tệ. Ngày ra mấy trăm là chuyện bình thường. Cố lên em ơi. Cái này chắc phải lấy thêm máy. Vấn đề một con spam đi. Ừ? Vấn đề con spam đi. Hoặc là cứ không phải là không phải là mẹ năm con là ngâm năm con chẳng hay đâu. Người ta 1-2 tiếng người ta đổ tơ rồi. 1 tiếng là người ta đổ tơ rồi. Ngâm lâu mấy con này vẫn có tiền đi. Không phải có tiền mà là em ngâm đến cái thời điểm nó hồi cái mẹ nó thẻ rồi thì... Chứ không phải là nó có tiền. Là kể cả con đấy áp con khác nó vẫn thay được.
Nhưng mà hai tiếng hồi mẹ thẻ về con đâu. Năm gì này? Một lần nữa ra ha. Không được con nào. Để thẻ được con nào phải phí riêng gì. Chắc chắn được. Hai con này của anh. Con này được. Con này được. Hai con này. Không được con nào. Đấy, bây giờ mình đúng bài đấy, đứt đéo để mình cầu cho anh bị đó kìa, 5-10 phút nữa, 5 phút nữa thì không quay được. Sắp, sắp được rồi. Trời đời em quá lâu không ngất nước. Tìm em cho một người thêm.
Boom. Được chưa? Năm máy mà để đâu hết rồi? Sao ơi, thấy được. Thì năm đó chưa thấy được. Chưa. Nè. Nói em biết bản được phát từ nào. Năm em đừng có đố. Em biết là em đố nhầm người rồi không? Cái phần ra đường thích lắm hay là bấm bay luôn à? Được luôn. Spam con này xem. Được. Đây đây. Đấy. Một máy thôi. Thì tí đấy. Bao bao nhiêu phát? Mười phát. Hả? Mười phát. Hôm nay được là anh Vũ ấy. Chiều giờ chưa được phát nào. Ai chiều giờ được 15 luôn. Anh lên 200 rồi, anh Nam ạ. Anh Nam bẻ. Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Lạc quan đi anh. Rồi cũng được khóc. Tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay nắm thật chặt. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Em sống ra sao, không như thế nào. Năm về đêm được 237. Anh nhớ năm đâu. Được 5 đô. Được như giả mối. Vẫn người thế thế. Giả mà giờ rồi. Giả đâu. Giả đâu. Giả mà giờ rồi. Giả đâu. Mà ông tư lỡ luôn. Để chờ anh đã lâu. Không muốn biết người. Đâu ra một người như thế. Điều đời thế nhỉ. Bay được giờ làm nhàn đấy chưa chưa. Nhàn. Nhàn đấy. Hồi vẽ đấy đi ra đường. Nhìn thấy đứa kia mướt mượt mượt vào người ta. Đông lắm rồi. Thề mày đứng. Đứng bốn cái đèn đỏ. Mà người muốn. Muốn kiểu muốn gì cũng muối luôn đi. Ui,
nhất là cái chỗ bị chọn lúc qua cái cơ đứng lên đó cơ đúng nhạc ực cơ tặng bằng váy khốn đây khốn đây đúng vừa ghi vừa cay ấy. Ôi ơi em đâu đã nhìn luôn. Đấy, đấy có chỗ đặt trên này này, tay đưa. Đưa cái chỗ showroom ô tô mới ấy. Chỗ công chức mình ăn đêm ấy. Vậy đứng, đứng cạnh ô tô chống tay lên xong nghe điện thoại. Đứng cao, mặc váy áo trắng. Chết được rồi. Mới làm ăn. Thì chưa chắc đã giòn đâu. Năm bẻ giòn lắm vậy ạ. Chưa chắc đã còn đâu. Chết rồi. Ngày trong ngày. Này 2 4 6 phát rồi. Sao sao anh tích 50 em tích nữa. Sao anh không tích 50 rồi. Tại lấy đã được đủ 50 đâu. Lấy vừa thêm được 2 phát đấy. Thì bỏ đi được rồi. Thế đâu ạ. Tích tích nhiều phát lấy. Thế thì chi Anh Nam là còn này khó không? Khó không? Rồi làm đấy không có nhạc chán nhỉ. Là cái mình làm nghe đi. À, mình nghe. Bày mấy cái kênh này thôi.
quần quần mà rồi lột quần áo đi. Ê, nhưng mà mấy kinh này, mấy kinh cờ lon đã có sắp đâu, chết chắc luôn cả. Nam đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Nhưng có con mèo là 26 nó mà sao sao có con mèo là 26 có gọi là không bị điện nào vào có trẻ em. Anh chiều nay anh mới tìm được đây này. Anh tìm ở đâu đấy? Hả? Tìm trong kho. Ờ, mấy con cũ trong kho đấy rồi dùng lại ngon đấy. Đi đi xem phim đi nhỉ? Xem phim đi. Nhưng mà cái bố tiền mà. Lương được bao nhiêu đâu mà ứng hết rồi lương còn không được đủ trả thế này. Tiền ứng đã lên 28 triệu mà lương có được 20 triệu. Xem nó biết lương rồi. Xem nó biết lương. Không đọc tin nhắn à? Cái đấy là lương cứng rồi. Ừ. Thế là còn thưởng nữa. Có thưởng đâu mà có không? Không có thưởng. Ừ. Sẽ không có thưởng. Ừ. Thì có được đâu mà có thưởng. Là như này. Ừ. Sẽ không được. Là như này. Không, không biết. Sẽ không được đâu. Thế là chỉ lấy lương cứng suốt à? Mình chỉ biết lương cứng thôi, thưởng thì chưa biết. Như là không đọc anh Việt là được bao nhiêu? Anh Việt được 12 triệu. 12 triệu? 12 triệu là mới đạt 6 triệu. Từ từ để anh check xem có view không? Có view của chết đỡ đấy không? Để em check với em. Không có. Thế một cái gì mày đã bảo không khó rồi. Mày nói chết rồi. Quay ra lại có view bên anh Giang cũng thế. Đúng không ạ? Đúng rồi. Mày view bên anh Giang cũng thế. Cái gì ấy? Chưa bật à? Có. Nó đang bật mà. Đây, đây mới phải ấn nhầm thôi. 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 Thì thăm anh em. Thăm anh em đem quà chứ. Anh chỉ có mỗi cái này.
Dạ đấy như lời thế. Ô mẹ tao rồi đứa ơi. Má. Hai tiếng nhá. Cái này chưa. Chưa bật. Chưa đi mít. Chưa đi mít. Có bật đâu mà. Tại với ông màu VPN ấy. Ngày. Thế là một video chưa bật. Nhưng mà mày để thế này thì làm sao mà biết xong để trong anh này. Thế này. Thôi. Để rồi tắt chậm lắm. Để đấy. Từng cái đi. Cái này em tắt tạch. Thì thả như thế này còn không để sót còn hơn là để kiểu kia. Đúng cái này tại nãy mấy ông vào VPN nó bị múm ở một chỗ nó bị gom ở một chỗ. Nhưng mà thế cũng là em kể không được. Không được đi sử dụng. Ai? Em có VPN cần thường. Sao mà phải được? Bật đầm bầm lên, này được sóng tác luôn. Quá. Bắn đi. Đi ở về phát lên tiếng được luôn. Ồ, ồ. Đấy, được. Được cái gì? Ăn rồi, ăn xoa xét. Đây, em làm lần cuối cùng nữa nhá anh ra. Lần này thôi, lần này đâu quá rồi. Em làm lần cuối cùng. Sợ nào không nói. Không được rồi. Để rồi. Đúng cái con đọc ấy. Được. Con này chết rồi. Anh bắn liên tục luôn đi. Không. Được rồi. Cái gì nó cũng phải đi theo quy trình. Đi theo. Đúng nhờ. Thế là 2, 4, 6. Thế là mình tiếp 1 phát 50. 70 thì thế là được. Ô, nhầm rồi nhỉ. Đâu đúng mà. 50 lấy được 60 thì 70 6 7 yeah. 60 70 219
Tính nhầm xem video. Nãy mấy con của em cũng đã lô hết mà. Biết rồi, nhưng mà con anh ngâm lâu quá rồi. Không, anh cứ để đi. Để phải để lâu. Đúng không em ạ? Khóc nữa lạc quan lên lên phải sao lại không vậy cái chuyện này cũng đã được mong đợi và về một chút thì mình đi thật không nào thấy thôi chắc mấy con đấy của bọn nó chắc cũng giống như con này của em thôi, là cứ vào là bắn, vào là bắn đấy. Thì nó không nhiều có thể nó như thế mà, như thế chấp nhận thôi. Bảo là sao bọn nó bắn được, mình không bắn được. Nó là ở chỗ đấy em đang à.
Cứ hiện nhỉ. Bụng cho đây. Công viên này Nam ạ. Chơi 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 lên một lúc là nó bị hiện đấy. Em có chơi không? Hả? Em có chơi được. Thì thằng già lên thôi. Vẽ một quả. Anh cày đúng không? Anh ngưng đúng không? Còn nó bắt thân tiếp đấy chứ. Không, tôi gặp là thằng già mà cho tiền thì tôi đồng ý xem video để được lấy tiền không? Anh nhầm vào video của khác. Để đảo, bắt ông ở trong một mét sang view mình khác. View mình khác. Hay là bảo tàng của anh gần mấy thằng trộm nó vào cướp này. Cái game phim quan tài ấy là cái gì mà đánh tường cái thứ đúng không? Có quan tài là phim này chơi cái đấy có đấy này chơi cái lâu lắm mãi mới mua được đấy, tiền nó mới chậm đấy đúng không? Em vứt đấy em vứt cái gì đâu kém đấy chỉ để mấy thằng phim quan tài chạy tiếp kìa. Trong chung tôi thấy niềm tin chiến thắng. Quản lý nhà ga tìm được không? Quản lý nhà ga cũng có. Quản lý nhà ga giật cái đình là như thế. Anh chơi nhiều quá bị nhiều người bắt bị giật nhỉ? Đấy tại anh chơi nhiều hơn thế đấy. Đâu mày đâu mà nhà ga đấy không? Đấy bây giờ không. Đâu? Đấy bây giờ đâu? Vẫn ơ nhỉ? Anh giật cái đình này. Hờ lá có nhiều về mà lắm ít ra bằng lắm cái này là gì ấy? Em thấy là có mỗi ba cái tàu cấp vượt này nó cũng yêu cầu đéo gì thế này. Số một cái room đéo mở số một cái room đâu. Em mấy tờ khai của em vừa ngoan đấy nó không chạy được không? Ý thì được rồi. Được. Một máy spam rồi. Một câu thôi. Một giờ đi tìm thẻ. Cứ để mấy cái máy đấy xong rồi đi tìm thẻ xong. Nhà này mà đông quá, anh là đừng được đấy. Rồi em ngồi kín chỗ rồi. Mày nhìn cái này, cái quả này có anh nhìn mấy người cũng tâm động chưa? Cái này. Của dễ sân bắt đầu. Đấy, hai ta rồi này chứ. Được kìa. Hay là mở rồi. Nó vui rồi, bọn kia nó không bắn. Không bắn thì sẽ chào của em này là điểm chủ tích từ năm nào. Thì đấy, chung với chúng nó. Mỗi mẹ của mình con đấy à? Ba phát đi. Hai phát. Ê, ba phát. Trời ơi. Rồi. Còn 10 đô nữa lên một trắng luôn. 2 đô nữa. Đấy. Tiền đấy cả. Quay không cũng được. Để ba phát ra. Chết ơi. Bốn phát đi. Ero ấy chứ mẹ. Ero bay tiếp. Ngâm. Không, bay cái bay chắc là nữa nào. Bây giờ hai phần nữa nó ngâm thì nó vẫn ra mà. Bây giờ hai phần nữa đi. Ê vui. Ăn nữa. Sở ba luôn. Thì lần nào con đi chạy sở băng. Đấy, hai phát rồi này. Đấy, ngâm. Con đi sở băng à? Nếu anh ngâm một lúc xong rồi chắc là thẻ nó hồi ấy. Đấy, 15 phút nữa quay lại. Chị kia. Đi lấy một con, lấy về spam, mình cứ spam một con thôi. Còn lại ngâm. Ba phát nữa.
Lên đầu bọc ngay. Cái thẻ là thấy tiên view luôn đổi cái góc kia bạn. Đấy tốt lắm. Cái điều vụ vụt nâng đến 10 luôn, có bốp 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 bốp. Cái này là 3 phát tóc ơ lưu à. Cái này là một phát nữa, chẳng hạn ơ lưu luôn rồi. Cái kêu có cái này nhỏ bạn chưa? Có cái lưu quay chở cái gì? Này trên không up lên mà là thế. Lưu quay với cái mô hình máy bay. Em bay kia là cái đảo, em thấy cái này để... Để đi sang đảo khác rồi. Ôi, phải xem video, ôi, đơn đơn đơn. Đấy, cái gì? Mày phải ấn vào một cái kia. Mày thằng già này thì nó xuất hiện liên tục. Không xuất hiện được đâu không? Ôi, mày bay đi rồi. Bay vào ngắt rồi. Bán ô tô. À, game này Super Bucket siêu thích. Điểm phải tao mà có siêu thích tao bán là thiên tôi. Em bán toàn chuối rồi. Đâu, em xem cái siêu thích của tao. Vinmax, Vinmax. Kệ em không chơi luôn đấy. Ok. Em cứ bật game lên để đấy thôi. Siêu thị của anh bạn cả chuối, là bán cả viên thứ này. Anh có game bạn đi trưởng thành không? Bạn đi trưởng thành đâu? Okay. Em có. Có mấy con lừa bên mấy thằng lính đi canh gác. Đây là thành trì của mình. Nhìn giống kiểu thành thủy. Đấy, quân triều đình như thế đấy cũng là đồng Lương Sơn. Đứng trên này bắn tên thôi. Áo thủ, bắn thủ sniper. Thành vui vất, có mỗi mấy em lính. Một kéo cho khắp lên rồi này. Cái game này là cái gì? Nhà ga cái gì? Bảo tàng. Bảo tàng. Bảo tàng đấy thì mày trực tiếp mua bên trộm này thật yếu. Có trộm á? Mẹ mày thì trộm nó đi trộm con. À đây á, mấy thằng áo sọc sọc này đúng không? Mày bấm vào nó, đấy trộm đấy. Sao nhiều đấy? Mày bấm vào đi. Bấm vào thì... Có cộng tiền đấy. Thì giết nó đấy. Nó giết dễ đấy, mấy thằng này yếu chứ. Nhưng mà nó xuất hiện lên trộm. Nhiều quá chạy trong nhau kìa. Ngân hàng của mình còn toàn đấy. Lâu lâu còn có cướp có vũ khí đến bắn nhau vòng vòng. Cái này là ngân hàng đi, bảo tàng rồi. Cái của anh là cái banh kia cơ. Cái kiểu cướp ngân hàng. Hiểu động thế. Anh hướng khai báo cho mày quay lại cái đấy đi. Mày quay lại cái đấy của mày đi. Cái nào? Không biết đâu. Không, cái siêu thị của mày đi. Thôi anh đừng nâng đi quảng cáo. Không nâng. Cái gì mày không? Đây. Mày kéo lên nào. Đấy, lấy mấy cái xe tiền cái đi. À. Bấm vào. Có phải video gì không? Không. Không ấn được. Không bấm được. Thế. Ấn được liệt chuột. Còn mày bị sao rồi? Xe chở tiền của cái này. Đây, xe tiền của anh này nhá. Đấy, xuất hiện xe tiền này, bấm vào được luôn này. Đây à? Sở xe luôn. Xe của em rồi, có 4 cái này. Để sao ra mà lại không bấm được. Được rồi. Vốt màn hình thì vốt được. Thôi. Một mặt kia bán chuối rồi, bán thì được. Bán nóng. Khách thì kiểu ăn béo được. Khách cần một tròn xe. Vậy à... Ờ, game này là game gì đấy? Sẽ có thằng nằm ngủ nhìn như phòng trọ ấy. Đâu? Đây. Game gì anh cũng biết. À, nhìn thấy phòng trọ là nhà vệ sinh kìa. Không kìa đấy. Không có đi đâu được. Có thằng này nằm ngủ lên đấy. Mẹ dễ. Tùy người mẹ lạc lắm. Nhiều viên lắm. Tại nó tay với thêm người thì nó mua được một cầu. Thế nó không được cái gì. Thế là chưa có thuần cầu thì không được đi gì hả? Thế có cái gì đấy? Băng truyền, nhà máy sản xuất đấy. Nhà máy sản xuất đấy thì gì? Anh có game này không anh ạ? Băng truyền cái thứ. Sản xuất đồ xuất khẩu.
mình mua mấy bạn ấp con chuyện các thứ đấy này, mẹ thằng già này cứ đến liên tục mày không có gì mẹ một chút đấy tại anh nâng nhiều quá anh giờ anh sáu game bị tải lại cái gì đấy quay về sâu canu có người cùng đi ô tô mẹ chụp thẳng vào ngó không về mới giận nữa ô tô xấu mấy kiểu kìa sợ rú anh cứ bắn được không vậy bắn không ngừng nghỉ luôn em nào ạ điều này đứng hình luôn rồi alo alo ngâm năm phút vào bán xoay 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 có thể có thể rồi cho chúng tôi thấy niềm tin chiến thắng để chẳng đi để thế xin lần khó khăn ai à? À, bãi đỗ xe được không tên ơi. Sao với Nam bạn này? Đấy, bà. Ê, lúc không làm được xem Nam. Sao đấy nhỉ? Mày làm sao đấy nhỉ? À, đây cái gì nhỉ Nam? Có tiền thì biến cờ. Bây giờ thành cờ nào ác đá rồi, có tiền. Có tiền đến biến cờ. Bọn này ở trên này thì đánh qua đi. Lúc nào cũng vào tắm mà chỗ đấy nước tiểu. Đánh mấy lần rồi mà mấy ông đái rồi không nhấc cái nắp lên. Tôi bảo chứ. Cứ dính ở cái thành thì đẹp gì. Có mấy ông đái như còn không nhấc cái nắp lên. Em cần phải lấy vòi đi xả. Có cái chuỗi ở đấy cò đi một phát. Xong tắm là thơm tho ngay. Mấy ông còn mẹ đội ở dưới thì mẹ nghe bạn vệ sinh rồi mẹ hò được đây xong hồi trước có thế đâu nhỉ bây giờ nó cái làm nó đây cả ngày thôi thì đến cái lúc mà dùng thì phải dùng thôi và vệ sinh này ôi mẹ có hôm nào mẹ con kẹt nó vào nó quẩy ra thì mẹ hôi nhớ chịu được rồi mẹ nghĩ yên cái đấy tanh lắm đúng rồi mẹ ôi dồi ôi luôn đấy ghế được cướp dạ cướp ghế kích của mình chịu đấy gì gì đấy nó bình thường quá kích của mình khác ghế nhau chịu đấy để cầm nước mũi gì đấy ghế của mẹ đấy mẹ
gái con đường. Về đợt có thằng làm VTV ấy. Hay bọn nó cái thằng đấy nổi tiếng mà. Đợt làm cái chương trình bố ơi mình đi đâu thế xong lên trọ nhà em ấy. Nhà em là cái chỗ để ấy để dụng cụ quay ấy, để máy quay này xong nơi để bọn nó cất đồ rồi là để máy quay rồi xe cổ để đấy. Còn diễn viên thì đi ở Hồ Tây quay ở trong cái ao đối diện trước nhà hái. Ao đấy là quay gì đâu, nó như kiểu có 4 gia đình đúng không, à đâu 5 gia đình thì là vòng quanh ao, 5 nhà với nhà một góc cho 5 gia đình ở nhà dân à. Thì mượn luôn nhà dân mà vào ông ấy ở trong phòng đấy một cầu luôn. Vậy bây giờ mình nhớ lại thì biết nổi tiếng cái tăng phải nhớ chứ. Nhưng mà nhớ xong rồi về xong bảo không làm được rồi kêu bọn đấy kêu bọn nó lấy cái móc khóa móc cái áo đi bên trong bên trong cũng không được. Xong quay ra một tí xong bảo đến giờ quay không đi không để lại ở đấy xong mình lại phải đi làm về mình vừa bước vào cửa đó nhỏ. Kiểu bọn nó làm chuyện như thế nó thành mẹ như kiểu súp rồi phải hôi gì à. Thì hôm nay mình nhìn thấy chỗ hàng được 200 bảy chỗ hàng ra chỗ hàng 72. Anh giờ được bao nhiêu rồi? Anh em 300 bao nhiêu rồi? 35 nữa rồi, 320. À không, 317. Được có 2 năm à? Công viên thì sao ấy? Đâu cái công viên của anh đâu? Đấy. Em còn không động gì cơ. Đây em chưa được công viên à? Ừ. Nhưng mà em có động gì đâu. Vậy nữa có phim Transformer. Transformer. Đi xem không? Bây giờ có chắc em mê từ nhỏ. Transformer là phim gì? Phim robot đấy. Thì mình có mê một bạn gì đấy. Anh Giang hẹn anh đi xem phim mấy. Thì có đái dẫn đi thì sướng nhỉ. Được rồi, anh đi xem. Hả? Anh đi xem. Nó có chứa bao nhiêu anh không tiền. Em giờ cũng chỉ còn đủ 2 bé thôi. Thì nó đang đủ đi xem phim. Để anh lên xem có phim bao nhiêu rồi không? Đi, 3 người đi. Để về. Đủ cái thằng gì đây? Thế rồi mình làm để sắp tập xuống. Mà chỉ có một suất chiếu vào lúc 10:35. Đặt không ai đặt luôn. Cái gì anh? Lật mặt. Nó tự chiếu luôn rồi đâu. Nó làm tới 40 rồi. Vì vì ta chỉ có 21 giờ đúng không? 21 giờ cho đi chiếu vậy. Lão thế nhỉ? Mình pay liên tục thì nó bảo hết tiền nhưng mà để một lúc pay lại được. Thực ra cái để báo đấy cũng phải hết tiền đúng không? Thì cái là gì đúng không?
Lúc thì một dòng, lúc thì nhiều dòng. Thế nó gặp tiền nó không biết bay luôn. Mùi thế thì mẹ đi ra ngoài đường thấy mà nó tin còi anh em gặp nhau đi bạn ạ. À, thì mẹ đến nơi gọi nha, có khi ok không về mặt ở tóc thì tệ thật mà bố này trả thêm theo thì mẹ bị mà mới đi chứ nha, thì mẹ đi mất rồi thì trả đi cùng một hai phút rồi mình sẽ tắt. Để nó tắt. Quên. Quên đấy. Không phải tắt à? Nó có con nó đéo tắt. Nên là đéo cài. Con nó mới. Hello các bạn, sau đây mình sẽ tắt like nhé. Chào bạn nhé, hôm nay mình đã tắt like đấy nè. Có con nó đéo gì. Mình cái bà tiên quan một chút. Hả? Bà tiên quan một. Ừ. Đưa kìa qua chỉ được. Mẹ muốn chào đấy được. Mấy lần là danh một chút nữa. Có tên game sao mà nó quan gì đấy, tên game một đấy chứ bây giờ làm sao biết không sợ súng, biết không sợ súng vào được đấy. Cái kia là cuộc đời ngày bánh kỹ sư đi tù rồi các bạn. Chiều như nó hay, chắc là nó hay nhiều. Beta, beta sport là đây. Chắc tôi ăn cả. Tôi cũng chịu farm là tôi bị thế đấy. Tôi sắp Apple. Tôi cũng là beta. Đời, đời server. Tôi thua đồ lắm. Tôi thua đồ với cái đó. Thua đồ quá nhèo. Đồ để tân này thôi, để từng con một nhé. Ok. Thế cái con hôm trước cái thấy 9 tiếng đấy. Hai. Ôi nó buồn sao con. 2 giờ.